quay trở lại rồi đây. Hôm nay An sẽ dẫn các bạn đi chợ đồ thi lớn nhất Huế. Huế trở lại Huế thương. Thôi bị chết đi. Đây là chúng ta đang đi vòng quanh kinh thành. Vòng trước xong mình gọi lại nha. Không sao. Đồ quá trời luôn. Ồ. Áo phát thì có nhiều. Đồ quá trời. Hết rồi. Nói kìa. Quay lại thôi. Nào, đang coi lại vậy. Con này vì à? Nhỏ nhỏ cũng được mà. Sao gì không? Sao mò hay sao? Lợn bự rồi. Đây đựng cái trứng nguyên nhất nữa nè. Mà nó đơn giản quá ha. Là nó mỏng. Này dạ nó mỏng dính nè. Cái gì vậy? Phải không? Ừ. Cái gì vậy? Xem mờ. Mai chi tích cả. Hay đẹp không? Thì nó đó. Là nó đó hả? Ừ. Anh lấy cái trắng này. Cái này ra, cái này dính đất. Em suy nghĩ thử coi. Nè, anh này mới giữ nè. Con bụt, tao quay. Cái này ép là chính này ép. Sắp này là gì? Sắp à? Sắp này. Logo đất mà sao tác kỳ vậy? Cái danh kia này có vẻ ok hơn. Nhưng mà thôi. Mấy cái? Này nữa hả? Con này vị mà. Con này vị. Chị em. Này ủi ha Thiêu đây, ủi. Ăn kìa đó. Đi. Bạn ơi, bạn đang kiếm gì bạn ơi?
con bụt cắt tác cái mình bỏ vô đi cắt không? Gì cắt không? À, không hát không. Có đồ nữ không? Anh coi bên áo thun nha. Có xung quanh luôn. Mệt quá. Đã có sơ mi không trời? Hả? Không hả? Ngắn tay hả? Đi biển hả? Lèm. À. Không hợp luôn. Chợ xếp hả? Chợ xếp hả? Xếp. Xếp, chợ xếp. Các bạn sạch đường Ngô Đức Kế là sẽ ra. Các bạn cũng đã xem qua là khu chợ xếp nó sẽ có những shop như thế nào không? Mình kết hợp đi du lịch và mình có ghé ngang để xem thử, tham khảo và coi như là may mắn thì có được những gì không. Thì mình ghé ngang vào một buổi chiều trời hơi mưa, tầm khoảng 2 giờ cho mình lựa, từ khoảng 4 giờ thì đa số các cửa hàng đều đóng hết rồi. Mình xem áo thun là nhiều áo nhưng mà siêu phẩm thì không có, và mình săn cũng được vài chiếc áo vui vui thôi. Thì có gì mình sẽ up IG sau. Thì video đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Bye bye.